Thưa quý vị, được sự quan tâm của các cấp xã hội, đời sống vật chất, tinh thần đồng bào dân tộc thiểu số, khu vực miền núi, biên giới ngày càng được cải thiện. Tuy nhiên, nhận thức về pháp luật và ý thức tự giác chấp hành tham gia giao thông chưa cao, tình hình tai nạn giao thông diễn biến phức tạp. Chính vì vậy, tại tỉnh Bình Phước, Phân ban Phật tử Dân tộc Trung ương, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh tổ chức tuyên truyền, trang bị kiến thức về an toàn giao thông cho đồng bào. Những ánh mắt chăm chú, có cả những nỗi sợ và cả nụ cười giòn tan. Hàng nghìn đồng bào khu vực Tây Nguyên, miền Trung, Đông Nam Bộ đã có những trải nghiệm ý nghĩa qua buổi tuyên truyền luật giao thông. Cách kể chuyện gần gũi, dễ hiểu, hình ảnh trực quan, lôi cuốn để đồng bào dễ lắng nghe, nắm bắt và chấp hành luật giao thông. Những kiến thức như thế này thì đem lại rất là quan trọng cho bọn em. Nói chung là người miền núi thì cái sự nhận thức của họ cũng không được cao cho lắm. Cho nên là tụi em cũng rất muốn có những cái cuộc tuyên truyền như thế này để cho các bạn có thể hiểu sâu, hiểu rộng hơn và có thể để các bạn tham gia giao thông được an toàn hơn. Theo đánh giá của cơ quan chức năng, đồng bào sống rải rác ở trên núi, xa trung tâm, việc tổ chức hoạt động tuyên truyền gặp khó khăn. Đây là lần đầu tiên đơn vị có thể tập hợp đông đảo bà con dân tộc từ các tỉnh thành. Qua đó, hiệu quả công tác tuyên truyền được nâng cao. Với cái quy mô mà của khóa tu này là tập hợp rất là đông đảo và rất là nhiều đồng bào của các dân tộc, thì đây có thể là nói là sẽ tạo một sức loan tỏa và về cái công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về an toàn giao thông, là cũng là nhằm cái mục đích là tạo cho các em biết được cái vai trò quan trọng như thế nào trong cái việc chấp hành đúng các quy định về an toàn giao thông khi tham gia giao thông trên đường, nhằm bảo vệ tính mạng, sức khỏe của bản thân và những người cùng tham gia giao thông trên các tuyến đường. Tuyên truyền cho bà con đồng bào dân tộc các tỉnh thành, các cái vùng sâu vùng xa là ý thức giao thông, làm sao nâng cao được cái ý thức tốt nhất để hạn chế tai nạn giao thông, để thiệt hại về người và của, đó cũng là cái tinh thần từ bi của Phật giáo. Để hoạt động này lan tỏa sâu rộng, cần sự trợ duyên của chư tôn đức, người uy tín, già làng, trưởng thôn cùng vận động, tuyên truyền, khuyên bảo bà con chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông. Từ đó tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức của đồng bào, giúp giảm thiểu tối đa các vụ tai nạn giao thông.